Đây em có một cái dĩa Nhật xưa ha các anh chị, một cái dĩa Nhật xưa tích là Mai Lan Cúc Trúc, hoặc là dĩa ta gọi dân giả là dĩa tứ quý các anh chị. Đây, rất đẹp luôn. Viền này là viền răng cưa sô cô la ha các anh chị, chuẩn xưa, bao các anh chị là đồ 70 80 năm trên, cốt dày nặng luôn ha. Và đặc biệt cái dĩa Nhật này là có mộc luôn ha anh chị. Đường kính thì rơi vào là 16.5. Những cái dĩa này ngày xưa rất là mắc luôn ha anh chị. Đây, có mộc luôn ha anh chị. Đây, dĩa này là có mộc luôn. Đó. Hai mộc ha các anh chị, dĩa này là hai mộc, tình trạng lành đẹp hết trơn anh chị. Đây, lành đẹp hết trơn. Những cái dĩa này ngày xưa rất là mắc luôn nha các anh chị. Bây giờ thì em xin giao lưu đến các anh chị cái dĩa này với giá là 500 ngàn và bao ship đến các anh chị và cô bác ha. 500 ngàn bao ship. Đó. Rồi cái món đồ thứ hai thì em muốn giao lưu đến các anh chị và cô bác nữa là một cái bộ trà ha anh chị, một cái bộ trà chuẩn xưa luôn, hàng thủ công mỹ nghệ, được chế tác từ là gỗ cẩm lai ha anh chị. Cái này là gỗ cẩm lai ha. Đây, nguyên một cơm lê luôn. Rồi một cái bình trà, một cái dĩa kê bình trà, bốn chung, bốn dĩa kê đầy đủ hết trơn ha. Bao các anh chị là đồ này là chuẩn, thứ nhất là chuẩn xưa và thứ hai là đồ là cẩm lai ha, chuẩn cẩm lai. Thì các anh chị nào chơi gành gỗ thì mình dòm đây là mình biết là lên nước rất là đẹp luôn. Đây em quay từng chung từng dĩa cho các anh chị xem. Đó, đây, hai chung hai dĩa đầu tiên ha các anh chị. Đó, cái phần giác nó dòm cũng đẹp và phần lỗi đen kịnh nó cũng rất là ok ha các anh chị. Đây, còn bên đây ha các anh chị, bên đây là hai chung hai dĩa như thế này. Đó. Đây. Đồ mini nha các anh chị, đồ này là đồ mini ha. Cái bộ trà này thì em chỉ xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 850 ngàn ha các anh chị, 850 ngàn thôi, bằng giá mình mua vô. Đây. Đây các anh chị gọi tới bình trà với cái dĩa ha. Đây, một cái bình trà ha anh chị. Đó. Nắp đồ đàng hoàng hết trơn nha các anh chị, nắp đầy đủ hết trơn. Đồ này người ta sử dụng trong nhà người ta rồi mình mua trong nhà dân luôn ha. Đây, dĩa này là dĩa to ha các anh chị. Đây. Đó, trước tiên thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là cái này là một cái bộ trà gỗ cẩm lai và một cái dĩa Nhật ha. Nói chung nguyên cái combo này chơi rất là ok luôn. Rồi, cảm ơn các anh chị và cô bác rất nhiều.